Chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình Khỏe Đẹp 24 giờ được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên báo điện tử VTC News. Và ngày hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ bác sĩ Ngọc Phương đến từ Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh để cùng tìm hiểu rõ về phương pháp điều trị tăng tiết mồ hôi. Xin chào bác sĩ Ngọc Phương ạ. Xin chào MC, xin chào khán giả của chương trình Khỏe Đẹp 24 giờ. Bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn về cái tăng tiết mồ hôi là như thế nào không ạ? Tiết mồ hôi là cái việc rất là tự nhiên của cơ thể. Đó là một cái hiện tượng để điều hòa nhiệt độ của cơ thể chúng ta. Thì ví dụ khi mình nóng, mình gặp môi trường nóng thì mình sẽ bộ não của mình nó sẽ kích hoạt lên cái hệ thống thần kinh và truyền tín hiệu xuống tủy sống và thần kinh giao cảm, kích hoạt cái tiếng mồ hôi của mình. Thì khi đó mình sẽ đổ mồ hôi ra và cái nhiệt độ cơ thể mình nó sẽ hạ xuống. Đó là một cái hiện tượng rất là bình thường. Tuy nhiên cũng có một trong một cái trường hợp nữa mà chúng ta hay thường xuyên chúng ta nói là sợ tới vã mồ hôi luôn á. Đó thì đó là cái trường hợp mà khi chúng ta rơi vào cái trạng thái stress, căng thẳng, hồi hộp quá mức, thì khi đó cái hệ thống thần kinh trung ương của mình nó cũng bị kích hoạt và cái hệ thống thần kinh giao cảm nó cũng truyền tín hiệu xuống cái tuyến mồ hôi và nó gây tăng tiết mồ hôi. Cái việc mà tăng tiết mồ hôi này ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cuộc sống, cái việc mà giao tiếp của nhiều người. Có cách nào để mình khắc phục cái điều này hay không thưa bác sĩ? Cái việc mà tăng tiết mồ hôi quá nhiều so với mức bình thường đó, nó sẽ ảnh hưởng đến một số vấn đề về chất lượng cuộc sống. Nhất là đối với những người, ví dụ như là những người mà người ta đổ mồ hôi làm bằng tay đi, nhưng mà người ta cần làm những cái công việc mà dạng mà thủ công nè, chi tiết hoặc là tỉ mỉ, ví dụ như nghệ nhân chẳng hạn, hoặc là thợ điện chẳng hạn. Đó thì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái cuộc sống, cái chất lượng cuộc sống, cái công việc, cái sinh hoạt, cái giao tiếp người ta. Do đó là người ta bắt buộc phải tìm đến mình điều trị. Thì cái việc mà khắc phục á, thì nó sẽ tùy vào cái trường hợp của người đó là mắc cái tăng tiết mồ hôi đó ở vị trí nào và ở mức độ ảnh hưởng như thế nào, thì bác sĩ sẽ tư vấn cái phương pháp cụ thể và phù hợp, an toàn và không tác dụng phụ cho cái đối tượng đó. Thưa bác sĩ, thì cho đến thời điểm hiện tại thì cái phương pháp nào mà để điều trị hiệu quả cho cái việc mà tăng tiết mồ hôi ạ? Thì mình sẽ tùy vô cái nguyên nhân nè, đổ mồ hôi nè, mình tùy vào vị trí thì mình sẽ có nhiều cái phương pháp điều trị phù hợp, an toàn nhất cho cái khu vực đó. Khi chúng ta cần điều trị, chúng ta cần tư vấn trước để chúng ta lựa chọn xem cái những cái phương pháp nào mà ít tác dụng nhất, tác dụng phụ nhất có thể để chúng ta lựa chọn chúng ta điều trị. Ví dụ như hồi xưa đó, mình cứ nói là đổ mồ hôi thì mình đi cắt hạch, đi phẫu thuật cắt hạch nội soi thần kinh giao cảm. Nhưng mà thực tế ra đó, khi mà chúng ta phẫu thuật cắt hạch á, cũng tùy vị trí mới làm được nha, chứ không phải là chỗ nào làm cũng được. Thì ví dụ như chúng ta cắt hạch giao cảm thì nó sẽ xảy ra một cái hiện tượng mà nó tới khoảng 80-90% luôn là sau đó mình sẽ bị tăng tiết bù trừ. Tăng tiết bù trừ có nghĩa là thường tôi hay ví dụ cho bệnh nhân của mình dễ hiểu là cái hệ thống thần kinh giao cảm mà điều khiển tuyến mồ hôi của mình nó giống như là cái hệ thống ống nước vậy đó. Khi mình bịt cái đầu này lại thì cái đầu khác nó sẽ phình ra. Đó là nó sẽ phóng thích nước ở ngay vị trí đó. Thì cái hệ thống thần kinh giao cảm của mình điều khiển tuyến mồ hôi nó cũng như vậy. Khi mà mình ức chế đầu này thì một cái hệ thống thần kinh nó sẽ kích hoạt ở một cái đầu khác. Thì do đó là có thể khi bạn điều trị cái vùng mồ hôi bằng tay bạn rất là khô ráo, nhưng mà khi đó cái vùng ngực, vùng lưng hay là gì đó sẽ trở thành tăng tiết bù trừ và đổ mồ hôi rất là nhiều và tập trung ở đó. Thì đó là một trong những tác dụng phụ rất là khó chịu. Bản thân tôi thì trên bàn tay thì cũng thường xuyên xuất hiện những cái tăng tiết mồ hôi và tôi cảm thấy rất là ngại về cái điều này khi mà đi giao tiếp rất là nhiều. Và trên mạng xã hội bây giờ thì cũng có rất là nhiều những cái hóa mỹ phẩm hỗ trợ như lotion để ta bôi lên cái bàn tay chúng ta. Thì theo bác sĩ điều đó có thật hay không và có nên sử dụng những cái hóa mỹ phẩm như vậy hay không? Thì cái tăng tiết mồ hôi á, mình có nhiều cái phác đồ điều trị, có nhiều cái gọi là cái bước điều trị á. Điều trị không được bằng cái này thì mình sẽ qua bước thứ hai. Bước thứ hai không được thì qua bước thứ ba. Thì cái bước đầu tiên thực sự đó là dùng cái thuốc thoa tại chỗ. Nhưng mà không phải là em chỉ nói lotion cái đi ra chợ mua cái lotion về là bôi được đâu ha. Nó phải là cái loại mà chống tăng tiết mồ hôi có chứa aluminium chloride nha, nồng độ của khoảng 25%. Thì chúng ta phải mua cái loại đó thì chúng ta mới bôi được. Thì nó có nhiều dạng, nó có dạng bột, nó có dạng xịt, dạng lotion, dạng cream, đủ thứ hết. Thì miễn sao mà mình xài mình cảm thấy thoải mái và phù hợp và nó kiểm soát được cái mồ hôi của mình là chúng ta có thể sử dụng nó như là một cái bước điều trị đầu tiên. Quan trọng là chúng ta cần phải được sự tư vấn của bác sĩ và ta mua đúng theo cái hướng chỉ dẫn bác sĩ. Quy trình điều trị cần lưu ý những gì và cái chi phí nó sẽ như thế nào thưa bác sĩ? Cụ thể ví dụ như lòng bàn tay bàn chân đi, thì chúng ta có thể sử dụng những cái loại thuốc bôi tại chỗ. Thuốc bôi tại chỗ là cái bước đầu tiên nhất, vùng nách cũng vậy, thuốc bôi tại chỗ là cái sử dụng đầu tiên nhất. Thì nó có nhiều dạng giống như mình đã trình bày, thì nó là dạng xịt, dạng bôi, dạng lăn, dạng thoa, dạng bột, vân vân.
những cái điều trị khác nữa cũng là điều trị tại chỗ, ví dụ như là ngâm điện dây ion, hoặc là những cái dạng mà tiêm chích mồ hôi bằng botulinum toxin để ức chế cái thần kinh giao cảm để cho nó đừng có tiết ra cái acetylcholine mà nó kích thích tiết mồ hôi. Hoặc là chúng ta có thể dùng những cái liệu pháp vi sóng, giống như là sóng siêu âm, sóng vi sóng gì đó, thì chúng ta sẽ làm đung hủy cái tiết mồ hôi của mình. Ngoài ra chúng ta cũng cuối cùng là những cái phương pháp mà nó liên quan đến xâm lấn chút xíu, ví dụ như là phẫu thuật thần kinh hạt giao cảm, phẫu thuật hạt giao cảm hoặc là phẫu thuật tuyến mồ hôi. Nhưng mà đó là những cái lựa chọn cuối cùng. Cái việc mà tăng tiết mồ hôi và phương pháp điều trị cho cái việc này, nó có những biến chứng nào khi mà chúng ta tự ý mua những thuốc hoặc là mua những cái hóa mỹ phẩm về tự bôi cũng như là cái việc tự điều trị? Thường mà tác dụng phụ mà bác sĩ hay gặp nhất của mấy khách hàng mà đến khám á, thì thường là do người ta sử dụng thuốc tại chỗ. Thường thì ví dụ như mồ hôi nách là thường nhất, đúng không? Thì các bạn hay mách nhau sử dụng phèn chua nè, muối nè, chanh nè. Thì hoặc là những cái loại hóa mỹ phẩm. Nhưng mà thật ra mình không có phân biệt được là cái hóa mỹ phẩm đó có dành cho cái ức chế cái tiếng mồ hôi của mình hay không, hay là nó chỉ là một cái sản phẩm để khử mùi thôi, hay là sản phẩm để làm thơm vân vân. Đó thì các bạn không có biết cái cách sử dụng, cho nên là đôi khi là có những đôi khi sử dụng quá liều chẳng hạn, gọi là sử dụng không đúng chẳng hạn, thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng tại chỗ, thì dẫn theo sau đó sẽ là viêm nang lông, viêm da, tăng sắc tố sau viêm, hay còn mình còn gọi là thâm vùng nách á. Đó thì thường tới giai đoạn đó thì các bạn mới đến với bạn thăm khám và tìm bác sĩ để tư vấn những cái phương pháp điều trị phù hợp. À, ngoài ra thì những cái phương pháp khác thì dĩ nhiên là mấy bạn không thể tự làm được, ví dụ như ngâm điện dây nè, hoặc là tiêm chích botulinum toxin, hoặc là dùng liệu pháp vi sóng để điều trị, hoặc là kể cả phẫu thuật nữa. Thì khi mà các bạn cần điều trị thực sự thì các bạn nên đến thăm khám với bác sĩ, nó sẽ tư vấn cho các bạn tác dụng phụ nó như thế nào nha, hiệu quả nó ra làm sao và nó kéo dài được bao lâu, và khi nào mình cần lặp lại điều trị, thì sau đó các bạn sẽ tự lựa chọn những cái phương pháp điều trị phù hợp nhất, an toàn nhất, phù hợp với tình trạng và hoàn cảnh của các bạn. Cái việc mà tăng tiết mồ hôi tây, mồ hôi chân thì cái điều đó mình có thể phục được, có thể chấp nhận được đi. Tuy nhiên thì ở cái vùng nách thì có một cái vùng mà mọi người cảm thấy rất là nhạy cảm, cũng như là cái việc mà tăng một tiết mồ hôi nó sẽ rất là khó chịu. Nhiều người họ lựa chọn cái việc này bằng cách là chúng ta giảm những cái chế độ ăn, hoặc chúng ta có những chế độ ăn mà không đụng tới như là hành lá, các thứ mọi thứ, hay là những cái động vật to để tránh cái mùi hôi cơ thể. Thì cái điều đó có nên hay không, và chúng ta có nên tiếp tục duy trì cái chế độ ăn uống như vậy hay không, hay là chúng ta có một cái xử lý nào đó nó tiện hơn, nó hỗ trợ tốt hơn cho những người có những cái tiết mồ hôi như vậy? Đây là một câu hỏi rất là hay. Tại vì tăng tiết mồ hôi là cái đổ mồ hôi. Đổ mồ hôi này là đổ mồ hôi nước. Thực sự ra cái mồ hôi nước này nó không có mùi. Không có mùi. Cái mồ hôi mà có mùi là cái mồ hôi dầu. Cái mồ hôi dầu đó là một cái mồ hôi, một cái tuyến dầu nó đổ từ ở trong sâu bên dưới và nó đổ vào cái tuyến nang lông nó đi ra. Thì khi mà cái tuyến dầu nó đi ra, nó có chứa nhiều cái lipid, nhiều cái protein, là do những cái sản phẩm mình có thể là giờ ảnh hưởng bởi thức ăn một tí xíu ở chỗ này, thì nó sẽ gặp vi khuẩn nằm ở bên trên bề mặt và nó phân hủy, nó tạo ra cái mùi cơ thể rất là đặc trưng của mỗi người. Thì người nào ăn uống hơi gia vị nhiều chút xíu thì nó sẽ có cái mùi nó hơi nặng tí xíu, cái chuyện đó là chuyện bình thường. Để giảm cái mùi hôi của cơ thể thì mình nên giảm cái mồ hôi trước ha, để tránh cái ẩm ướt, để tránh vi khuẩn tồn trú. Và sau đó các bạn làm thêm một động tác nữa là các bạn nên triệt luôn cái nang lông ở ngay vùng nách để giảm cái mùi cơ thể ha. Như vậy đó, thì để giảm mồ hôi thì là điều trị cách khác, nhưng mà để giảm mùi cơ thể thì các bạn cần phải phối hợp nhiều hơn, kể cả cái chế độ ăn uống. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Ngọc Phương rất nhiều đã có những chia sẻ rất là bổ ích cũng như là rất là cụ thể về cái phương pháp điều trị tăng tiết mồ hôi. Xin cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin chào MC, xin chào khán giả của chương trình Khỏe Đẹp 24 giờ. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi Khỏe Đẹp 24 giờ, và hẹn gặp lại quý vị ở những số tiếp theo của chương trình.